Covid diễn ra thì đại dịch này gây ra khó khăn đặc biệt với những người lao động. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản là chung tay mỗi người có một chút xíu, và đầu tiên là giúp mọi người là có cái bữa cơm hàng ngày trước đã. Đó thì thông qua cái việc làm ở sách này thì có thể lan tỏa hành động đến với mọi người, thì các mạnh thường quân sẽ có nhiều cái sáng tạo hơn để chung tay cho bà con cuộc sống tốt hơn trong dịch Covid này. Quản lý không bố trí cái điểm bán gạo, tuy nhiên thì là cái yếu tố an toàn vẫn là trên hết. Thành ra là rất mong là bà con mình cùng chia sẻ. Thứ nhất là đến nhận gạo thì mình mang theo cái túi đựng để tránh rác thải nhựa. Thứ hai là đứng cách quãng an toàn, tuân theo các quy trình của ban quản lý là rửa tay trước khi mình lấy gạo, thì mỗi người cách nhau 2 mét. Và chương trình kéo dài đến hết ngày 30/4. Vì vậy cũng mong là các mạnh thường quân là cùng chung tay. Thì mỗi người ai có nhiều thì góp nhiều, có ít thì góp ít. Thì kể cả những cái mạnh thường quân mà có chuyển cái chi phí thì ban tổ chức cũng sẽ biến thành những cái phần gạo để gửi tặng cho bà con nghèo. Mỗi người dân được nhận 2 kg gạo trên một lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.